thôn cô mi dông bọc áp vệ cà phê thu này tu xã học đi vừa tu dân ngàn vừa tu ký bạch hệ ghé ăn sấy lâm đánh giá tôm hệ của cô xú tắc phí trâu tu ký tầm môn hoa ở vi tân thủy bào sen cà tụ long khánh là lâm ghé ăn sấy nhân. Tợ phản ngàn không trăm mắt, xị lói, cà phê là tôm tâm, da của con vây sân vi bầu sen, bay cọp vi, đây, sân cửa tụ Long Khánh. Cát nọ, cà phê, tú nai, thú xa di, cọ con vây, ghép ba, quát tôm cà phê. Ai tôm tâm đây, bắt sợ bọc ri. Cọ con vây ở vi tân thủy bầu sen, ghép ba, lẹ cà phê. Cô xú tắc phí, vải ten tách, bé hết ta cà phê da của Nhi Vân. Bay cô phí, cũng ăn sấy ghép bạch đắng ba tôm cà phê phải là lâm xạ nhân. Cái này mọt chưa tới nè, thành ra mình phải bóc vườn cà phê mình. Vì ra cà phê ghép bạch này hẹ là lâm da bên đắng ba lâm nọ này đắng ga gì đắng da con phay vên xây giá thấp bù đắng da tà lạ nên ba lại tôm sơ hẹ bay vàng trạch cà phê bê tiêu là tôm tâm bạch sữa vọt xinh sung nhi cô. Kết tọa khoa học kỹ thuật lập ộp re, ten tách trọ phân hợp. Nên ba nào, re cà phê của cô cũng vạch sự bọc ri. Kẻ đắng ten tách gọi diên, xung bạch ten tách vì re cà phê. Cô gái nhập tên cà phê tâm, kẻ ghép bấy lâm cả ai me, tầm bê tiêu, tọa cà phê không có cản. Nhân, ơ cô, cà phê nhập sự bọc. Cô chạy lập tu mạ, kẻ tọa bàm giáp ri, xung ba, me bạch bạch. Hệ sinh là lâm, cô gái dơ cà phê bèn tẹt mạnh nhất ở vi bảo sen áp vệ. Ở vi con vây cũng tầm bay mạ, cà tụ, mạ dịch vụ nông nghiệp, mạ kinh tế, cái bơ lúc bấy lớp ở đâu. Cô tư tức tèn tắt phục ọ, sĩ tâm sẽ bỏ tiêu bay cà phê, chạy phạch sẽ bỏ giả xuống gì. Vi bảo sen ở lo hẹ là vi tâm cà phê, bèn tẹt tâm mất trăm dân hecta, nhưng tách trọ hẹ. Sống vi hẹ, á hôn trăm hecta cà phê của bốn vi, con vây, ở Tân Thủy. Tâm cà phê á vệ sống hẹ, tờ lúc tâm gia của con vây. Á vệ, lẽ con vây sống hẹ, á tâm sầu riêng, rịp, mít, bay chôm chôm thái. Ở vợ cà tụ vi sống hẹ, hôm tự ký tâm môn dơ ghét tâm cà phê, bay sơ á đơm của Tây Long Khánh, bắt sử bọ. Vì cũng cá bành đi của Nhi Pu, cái xa hào già. Bay ba lói, bay giá 40 ngàn với thư ký con vay tâm cà phê, đăng nhập sự bỏ già. Áp buộn 3.070 tách hẹ, cà phê, cái hào, vừa tu dân ngàn với thư ký. Cái tên là xa hào bri nhất. A lói tách hẹ, ta lúc tầm môn tâm cà phê hến vui. Cà phê tăng bri đắng gai bạch an làm hến vui anh con vay mà hôm tọa phần xa hào bạch cà phê lúc đã liền anh rách nọ tọa phần xa hào bạch mi của play.